Ok, thì bây giờ mình ví dụ mình có một cái file như thế này đi. Bây giờ mình mình muốn copy ra một cái bảng khác ở trong cái file khác nhé. Đây mình sẽ bôi đen hết này, click vào đây, phần C này. Rồi, ví dụ mình muốn chuyển sang cái file này thì bây giờ mình tạo một cái bảng mới. Rồi bây giờ mình sẽ xóa hết mấy này đã nhé. Chứ bây giờ ví dụ mình dán vào đây luôn này, mình click vào đây này, mình dán. Đây thì như vậy cũng được. Mình sẽ dán hết cả như vậy thì nó sẽ chuyển đổi luôn cho mình sang nhưng mà chỗ này nó đang bị lỗi cái phần này này đúng không đây nó đang bị lỗi cái phần product là do gì ạ do cái lúc mình mình copy này mình chưa hiển thị hết dữ liệu ra đấy mình sẽ vào đây đấy nếu mình chuyển nhá nếu mình chuyển dữ liệu từ bảng này sang bảng kia ấy, file này sang file khác ấy, mình sẽ để hết dữ liệu kiểu rau nhá không có nhóm nhiếc không có lọc gì đâu đây mình lại một lần nữa để nhân c này rồi mình dán vào đây thì hiện tại nó đang bị lỗi như thế này đúng không thì thường ấy, thường khi mình tạo bảng mới thì mình sẽ xóa hết mấy cái cột nó đi mình sẽ không để không để mấy cái cột mới vào không để cột cũ lại đi. đây mình dán lại nha, cần nhân c này rồi bây giờ đã tạo mới cho mình rồi này thì nó bảo là lỗi gì này để mình tạo lại rồi đây tạo bảng mới này rồi nhấn chuột vào đây nhấn giữ ship này dán đây rồi xóa hết đi đã ok sau đó chúng ta sẽ click chuột vào đây nhá bây giờ mình sẽ dán này một bạn mà dán cả thế trường hay không Ok, rồi là được Thì đấy, đấy là cái cách mình có thể Di chuyển một bảng sang cái bảng khác Của cái file khác